Vâng, để đi vào câu chuyện nổi bật của ngày hôm nay thì trước tiên xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nhớ lại những ngày đầu tiên mà chúng ta xem các chương trình thể thao hay là các giải bóng đá trên truyền hình. Cách đây chừng 20 năm thôi thì chúng ta có thể xem bóng đá một cách khá dễ dàng với những chiếc TV anten như thế này, những giải thể thao quảng bá. Rồi từ khoảng 10 năm trước thì bản quyền nhiều giải bóng đá lớn đã chuyển sang các đơn vị truyền hình trả tiền. Chúng ta lại dần quen với việc chiếc TV của mình sẽ phải đi kèm với một đầu thu để có thể xem những đội bóng mà mình yêu thích. Và quý vị có tin được không ạ? Sắp tới, nhiều khả năng thì chúng ta sẽ có thể theo dõi giải ngoại hạng Anh ngay từ chiếc điện thoại của mình. Tất nhiên là tôi không nói về những ứng dụng hay stream video lậu, mà là các trận đấu sẽ được phát trực tiếp từ một ứng dụng cực kỳ quen thuộc, đó chính là Facebook. Quý vị không nghe nhầm đâu ạ. Mới đây thì Facebook, chứ không phải là đài truyền hình nào khác, đã bất ngờ nhảy vào cuộc chạy đua giành bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh danh tiếng. Với số tiền bỏ ra lên tới 265 triệu đô la Mỹ thì kế hoạch đầy tham vọng này đã thành công. Facebook đã chính thức giành được quyền khai thác giải Ngoại hạng Anh tại 4 thị trường tiềm năng của khu vực Đông Nam Á, đó là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. TV và đầu thu thì có thể là nhà có nhà không, nhưng Facebook thì hầu như là điện thoại ai cũng có. Hiện thì ước tính có khoảng 58 triệu người đang sử dụng Facebook tại Việt Nam và con số này tại Thái Lan là 52 triệu người. Với lượng người dùng đông đảo thì đây được đánh giá là thương vụ sẽ có tác động rất lớn tới thị trường truyền hình trả tiền. Các đối thủ đã bị Facebook đánh bại đều là những kênh thể thao danh tiếng đã và đang sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong khu vực. Và lẽ dĩ nhiên thì bản thân người xem truyền hình chúng ta cũng có thể sẽ được chứng kiến những thay đổi lớn về cách xem thể thao của mình từ vài năm nay. Thì chúng ta đã có thể nghe nhạc, xem phim trên mạng Internet và giờ thì sẽ là bóng đá có bản quyền. Vâng, đó là ở châu Á, còn ở Anh, quê hương của giải Ngoại hạng Anh, thì bản quyền phát sóng cũng đã được một ông lớn công nghệ mua lại. Đó là Amazon. Cùng với hai kênh truyền hình Sky Sport và BT Sport thì Amazon cũng đồng sở hữu quyền phát sóng. Và để biết thêm chi tiết về thương vụ mua bán bản quyền này của Amazon cũng như là cuộc chiến bản quyền thể thao tại Anh đang diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng kết nối và trao đổi với phóng viên Phương Huyền, phóng viên thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Anh. Vâng, xin chào chị Phương Huyền ạ. Vì sao Amazon vẫn bỏ tiền mua bản quyền phát sóng thể thao dù chỉ được có 20 trận một mùa? Vâng, thưa chị, thực ra chi tiết tài chính, cái giá trị hợp đồng trong vụ mua bán này thì không được hai bên tiết lộ. Nhưng cụ thể là Amazon là sẽ được phát sóng 20 trận một mùa, tức là cả thể là 60 trận cho hợp đồng 3 mùa tới. Bản quyền 184 trận đấu phát trên lãnh thổ Anh thì thực ra đã được xé nhỏ ra thành 7 gói lẻ để bán, như là các gói trận vào thứ Bảy, hay gói trận vào Chủ nhật, hay gói trận giữa tuần, vân vân. Và khi mà nhìn vào cái cách giải ngoại hạng họ thiết kế hai gói cuối cùng để chào bán ấy, thì rõ ràng là ngay từ đầu là họ đã muốn nhắm đến thu hút các cái tập đoàn công nghệ. Vì thực ra tham gia đấu giá cái gói đó ngoài Amazon, trên thực tế là cũng đã có cả Facebook nữa. Nếu xét về khía cạnh kinh doanh thì giới phân tích cho rằng đây lại là một cái quyết định thức thời và hiệu quả của đơn vị nắm bản quyền. Tiền bản quyền truyền hình của giải ngoại hạng Anh ở thị trường trong nước thì thực ra là cái hợp đồng năm nay cho thấy là đang đi xuống. Năm nay giải ngoại hạng chỉ thu được khoảng 4,5 tỷ bảng tiền bản quyền, chưa kể cái gói bán cho Amazon, thấp hơn khoảng 600 triệu bảng so với giá của 3 năm trước. Giá trị gói Amazon được cho là không đủ để bù cái khoản chênh lệch kia đâu, nhưng mà làm được một vài việc khác. Thứ nhất đó là họ sẽ cảnh báo được các đài trong nước như là Sky hay là BT rằng là không có chuyện các đài này được độc quyền giải ngoại hạng nữa, mà có sự cạnh tranh của các công ty công nghệ có nhiều tiền. Cái này thì có thể giúp cho ban tổ chức giải ngoại hạng tốt hơn trong cái việc bán bản quyền các mùa sau. Thứ hai là tiền bản quyền truyền hình quốc tế của giải Ngoại hạng Anh thì thực ra cũng là một nguồn thu lớn và vẫn đang theo xu hướng tăng lên trong vài năm gần đây, nên cũng là cảnh báo cho các đài truyền hình ở nước ngoài muốn sở hữu phát sóng Premier League là tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để trả nhiều tiền hơn khi mà có sự cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ như là Amazon, Facebook, Netflix hay Google, vân vân. Chị Minh Hậu. Vâng, cảm ơn chị Phương Huyền và chúng ta sẽ còn trở lại với chị Phương Huyền sau ít phút nữa. Vâng, và thưa quý vị, không chỉ bóng đá, nói chung các giải thể thao lớn hay là các môn thể thao ăn khách khác vốn trước giờ góp phần làm nên thương hiệu của các đài truyền hình thì giờ cũng đã chấp nhận có thêm bàn tay của các ông lớn công nghệ muốn chia phần. Facebook và Amazon mua Premier League. Amazon mua giải bóng bầu dục NFL. Facebook cũng không kém cạnh, giành quyền phát sóng 25 trận giải bóng chày MLB mùa này. Twitter giành quyền stream những clip và điểm nhấn của giải quần vợt Wimbledon.
Các chuyên gia nhận định từ giờ tới năm 2021 là thời điểm vàng để các ông lớn công nghệ và Internet nhảy vào miếng bánh phát sóng thể thao. Vì một loạt các gói hợp đồng của những giải này với các đài truyền hình trên toàn cầu sẽ hết hạn. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc chiến khá khốc liệt giữa các đài truyền hình và các ông lớn công nghệ như Amazon hay Facebook. Những hợp đồng mà các ông lớn này giành được gần đây mới chỉ là món khai vị thôi. Các ông lớn này có đủ tiền để làm chao đảo thị trường truyền thông và thể thao chuyên nghiệp. Năm nay, Facebook có thể sẵn sàng bỏ ra khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, còn Amazon thậm chí bỏ ra gấp 5 lần như thế để thâu tóm các nội dung truyền hình hấp dẫn. Những động thái này diễn ra vào lúc thị trường truyền thông cũng đang có một loạt các vụ sát nhập lớn, tập trung quyền phát sóng thể thao vào tay một số tập đoàn như là Disney hay Comcast. Không khó để nhận ra, bản quyền các giải thể thao đang là một thị trường hấp dẫn mà ai cũng muốn có phần. Cuộc đua giành bản quyền là một cuộc đua nhất tiền, nhì tốc độ, và Facebook hay Amazon đang có trong tay cả hai. Có vẻ như là các ông lớn công nghệ đang chiếm ưu thế. Vâng, chị Phương Huyền, với những người tiêu dùng như là chị và tôi thì việc lấn sân này sẽ mang lại những thay đổi gì ạ? Vâng, chị Minh Hậu, thực ra ấy, thì với người tiêu dùng như là chị hay là tôi ấy, thì cá nhân tôi thấy khác biệt ở đây đó là mình có thêm lựa chọn thôi, nhưng mà cũng có thể là sẽ tốn kém hơn. Để nói việc chúng ta có lợi gì ấy, thì cũng cần nhìn lại cái gói mà Amazon vừa mua thì nó là thế nào. Nó là cái gói mà 10 trận trong ngày lễ tặng quà Boxing Day 26 tháng 12 và 10 trận trong một ngày nghỉ Bank Holiday ở đây. Tôi đã trả tiền thuê bao Amazon Prime 79 bảng một năm thì tôi sẽ được xem thêm 20 trận bóng đá đó miễn phí. Nếu tôi chưa đăng ký Amazon Prime thì tôi có thể đăng ký gói thuê bao thử nghiệm miễn phí trong 30 ngày đi, thì chỉ cần đăng ký xem thử miễn phí trước ngày Boxing Day hoặc Bank Holiday thì cũng thực ra cũng không mất tiền đâu. Nói như vậy là để giải thích cho việc thực ra Amazon khi mà họ tham gia vào thương vụ này cũng coi như là một cái thử nghiệm lấn sân trong lần đầu tiên ấy. Họ cũng không kỳ vọng là sẽ lãi ngay hay là lãi nhiều đâu. Cái lãi về chiến lược lâu dài thì có lẽ là nhiều hơn, được tính toán nhiều hơn. Biết đâu đấy 3 năm nữa ấy, Amazon hay là một công ty công nghệ khác mới là cái tên chính sở hữu bản quyền giải ngoại hạng Anh, chứ không phải là các cái đài truyền thống khác ở đây thì sao? Cũng thêm một cái khía cạnh nữa, đó là các cái gói phát sóng số ở trên hạ tầng phi truyền thống kiểu như thế này thì có thể thu hút được một cái lượng không nhỏ khách hàng trẻ. Và đây cũng đang là một cái xu hướng cạnh tranh mới và là cái xu hướng sẽ lâu dài trong tương lai mà các tập đoàn công nghệ đang hướng đến. Vấn đề này ấy, tóm lại được hiểu đơn giản là đơn vị bán bản quyền giải Premier League thì sẽ tìm mọi cơ hội, mọi đối tác để thu được lợi nhuận tốt. Bên mua sẽ có lợi thế cạnh tranh về nội dung để thu hút thêm khách hàng như Amazon. Chỉ có khách hàng như chúng ta thì sẽ ngày càng phải có thêm lựa chọn, mà thêm lựa chọn thì cũng có thể sẽ phải chấp nhận rút ví nhiều hơn. Chị Minh Hậu. Vâng, rất cảm ơn chị Phương Huyền với những thông tin vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, chưa biết là đài truyền hình hay là Facebook hay là Amazon sẽ thắng, nhưng mà trước mắt thì bên hưởng lợi nhất chắc chắn chính là bên nắm bản quyền của các giải thể thao. Và cuộc chiến bản quyền năm nay đã nóng nhưng mà sẽ còn nóng hơn nữa trong thời gian tới, khi mà tiền chưa chắc đã phải là yếu tố quyết định tất cả.